Chào các bạn, nay mình xin giới thiệu với các bạn về một chiếc máy rất là tiện dụng. Đó là máy vừa may vừa vắt sổ. Máy vắt sổ máy này thì nó gồm có một bàn may ở phía trước. Khi mà mình quay ngược lại thì ở phía trước sẽ có một cái bàn may như thế này. Đây. Đây. Đây là máy may và có bao nhiêu đường như thế này. Máy này là máy chuyên may cho nên nó không có nhiều đường trang trí. Rồi. Và máy này có thể may được 2 kim nhé. Rồi. Ra khi mà mình quay ngược đầu lại thì nó sẽ trở thành một cái máy vắt sổ 2 chỉ. Đây là sơ đồ hướng dẫn đi chỉ của nó, rất là đơn giản, dễ sử dụng. Mình chỉ còn 2 cuộn chỉ cô tông. Như thế này là mình đã có thể vắt sổ rồi. Đây là chỗ mà bàn máy vắt sổ của nó. Nó ra, lưu ý là cái này không có phải giả vắt sổ mà thật sự là vắt sổ như máy 2 chỉ luôn nha. Cái đường vắt sổ của nó thì sẽ như thế này. Đây. Đó, đường vắt sổ của nó. Cái này hơi khó thấy, mình sẽ thử may cho bạn thấy. Đầu tiên là các bạn bỏ nó vào như thế này. Sau đó thì đặt một cái bàn ga. Máy vắt sổ này thì mình có thể đấu điện để mà nó sử dụng điện 220 các bạn nhé. Thì khi mà điểm mà khi mà mình đấu điện á là nó sẽ giúp cho máy nó chạy nhanh hơn và nó sẽ có cái công suất nó lớn hơn thì đường may nó cũng sẽ mình may nó cũng sẽ nhanh hơn và tiện hơn. Đó, nó chạy như một cái máy vắt sổ bình thường. Các chị ở đây. Đây. Cái đường vắt sổ của nó. Thì mình có thể tùy chỉnh cho cái đường nó bằng cách chỉnh chỉ ở đây. Thì khi mình chỉnh chỉ tốt thì nó sẽ ra một cái đường vắt sổ rất là đẹp. Cái này thì nó hơi bị chỉ nó hơi bị giật xuống phía dưới thì là do là nó lỏng quá cho nên nó bị giật xuống, thì mình sẽ chỉnh cho nó lên một tí. Rồi. Giờ thì mình tiện dụng phải không các bạn? Đó, bây giờ mình thấy cái đường vắt sổ nó đều đẹp hơn rồi đó.